chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Một em gái đang bế con đi xem, thấy Minh Tuệ, em ấy nghĩ là thầy sẽ không đến nhà mình để thất thực đâu. Ai ngờ thầy Minh Tuệ đi qua đường và ghé nhà thì em ấy phóng đi tên lửa vội vàng bỏ. Đứa con đang bế xuống đất mà không thèm nhìn lại con mình sao, chỉ việc chạy thật nhanh mang cơm cùng dùng thầy. Hình ảnh thật sự quá cảm động. Phụng hiến suốt cuộc đời. Ba câu châm ngôn này, đó chính là nền tảng để xây dựng nhân tính, khiến chúng sanh yêu thương thân thiện. Dù nghèo hèn hay giàu sang, thì cuộc sống đều có sự khổ đau. Chỉ khác biệt là nỗi khổ của mỗi người không giống nhau. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni, cho đến hôm nay, những kiến thức mà ta truyền trao lại cho các con, các con cần phải tư duy tường tận, quan sát cẩn thận, ứng dụng vào trong việc tu.